Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một món là món ốc xào với lá lốt. Nguyên liệu thì chỉ gồm có ốc và lá lốt. Thì khi các bạn mua ốc về muốn xào với món lá lốt này thì trước hết các bạn phải rửa sạch, ngâm cho nó ra hết chất bẩn của nó, thì mình cứ ngâm với nó trong vòng khoảng một ngày là có thể ăn được. Trước khi muốn ăn món xào món ốc này thì chúng ta phải mang ốc này đi chặt đít đi. Chặt đít đi thì khi chúng ta xào thì nó mới ngon được. Bây giờ tôi sẽ mang ốc này đi chặt đít này. Tôi sẽ mang đi để chặt cái đít ốc ra này. Đấy, chúng ta phải chặt đít đi thì khi chúng ta xào thì nó mới ngon được. Lấy cái rổ được. Đây, chúng ta phải chặt đít ốc đi thì khi chúng ta xào thì nó mới ngấm được gia vị, mà nó mới ngấm cái hương vị của lá ốc. Thì khi ta ăn thì con thấy rất là ngon, có một hương vị rất là khác so với những món ốc như là món ốc xào với măng hay là xào với dừa. Mất công nhất là cái lúc chúng ta chặt cái đít ốc. Đây, ốc này tôi đã mang đi chặt đít đi rồi các bạn này. Chặt hết đít đi rồi nhá. Thì khi chúng ta chặt hết đít đi rồi thì nó xào mấy lá lốt này thì nó mới ngấm gia vị vào, thì lúc ăn chúng ta mới thấy ngon. Đấy, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ thái lá lốt. Để thái lá lốt đâu. Đấy. Lấy mới chú. Mới múc mua vào hôm sau rồi chú đang để lên xem.
Thank you.